Bản tin trưa 13 tháng 6 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 98 ca mắc COVID-19, trong đó 3 ca nhập cảnh đã cách ly ngay tại Tây Ninh. 95 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 64 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 26 ca, Bắc Ninh 4 ca, Hà Nội 1 ca. Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 10.435 bệnh nhân. Thông tin chi tiết các ca mắc mới như sau: 3 ca là bệnh nhân 10.343, 10.345, 10.346 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 10 tháng 6, các bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 12 tháng 6, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Các bệnh nhân hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. 95 ca ghi nhận trong nước gồm 64 ca là bệnh nhân 10.338 đến 10.342, 10.344, 10.347 đến 10.367, 10.370 10.373 đến 10.407, 10.409 ghi nhận tại Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. 4 ca là bệnh nhân 10.368, 10.369, 10.371, 10.372 ghi nhận tại Bắc Ninh. Trong đó, 3 ca liên quan ổ dịch Thuận Thành, 1 ca liên quan ổ dịch Đại Phúc. Kết quả xét nghiệm ngày 12 tháng 6, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Các bệnh nhân hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh và Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Bắc Ninh. Bệnh nhân 10.408 ghi nhận tại Hà Nội là bệnh nhân nam, 40 tuổi, địa chỉ tại huyện Đông Anh, là F1 của bệnh nhân 9.139 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 13 tháng 6, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. 26 ca là bệnh nhân 10.410 đến 10.435 ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh, gồm 16 ca là các trường hợp F1, 10 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 11, 12 tháng 6 năm 2021, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Tình hình điều trị, số cam tính với SARS-CoV-2 lần 1 433 ca, lần 2 112 ca, lần 3 73 ca, số ca tử vong 59 ca, số ca điều trị khỏi 3.827 ca. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.